kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến như trong giờ hành hương cũng như trong đầu lễ tôi đã thưa với quý ông bà và anh chị em liên quan tới đề tài ngày hôm nay trong ngày thứ bảy chúng ta được mời gọi hướng về đức trinh nữ maria đó là đề tài đức trinh nữ maria trong biến cố truyền tin trong giờ hành hương chúng ta cũng được mời gọi để suy gẫm về đề tài này và khi chúng ta được mời gọi suy gẫm chúng ta với cảm nghiệm thấy được rằng biến cố truyền tin sứ thần truyền tin cho đức trinh nữ maria là một biến cố hết sức trọng đại hết sức quan trọng trong công trình cứu chuộc của thiên chúa vì khi nguyên tổ phạm tội a dong e và chống lại thiên chúa khước từ giao ước với thiên chúa cho nên lúc đó con người đi vào trong tội lỗi lầm than vất vưởng thì thiên chúa không ruồng bỏ con người mà thiên chúa lại hứa ban đứng cứu thế nhưng cái lời hứa của thiên chúa ấy đã trải dài trong suốt lịch sử của thời cựu ước hàng nhiều thế kỷ con người cứ mong chờ cái lời hứa của thiên chúa khi nào đứng cứu độ đến thì trong biến cố truyền tin này lời hứa ấy đã được thực hiện và lời hứa của Thiên Chúa, lời hứa ban đứng cứu độ cho nhân loại này đã thành hiện thực. Con Thiên Chúa ngang qua lời xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria đã đi vào trong trần gian này và ở giữa trần gian này và ở cùng với nhân loại, ở cùng với chúng ta. Thế nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, khi nhắc tới biến cố trọng đại này, chúng ta cũng được mời gọi để suy niệm về nhiều À, hướng khác nhau à, khi các cha chia sẻ à, rồi chúng ta đọc các tài liệu à, cũng được à, mời gọi để à, hướng về cái chủ đề ngày hôm nay trong các cái bài chia sẻ ở trên mạng rất là nhiều nhưng hôm nay trong thánh lễ tôi xin gói gọn lại một vài tâm tình để thưa với quý ông bà và anh chị em liên quan tới biến cố sứ thần truyền tin cho đức trinh nữ maria Tôi mời gọi quý ông bà và anh chị em cùng với tôi chiêm ngắm một vài khó khăn mà Đức Trinh Nữ Maria phải đối diện trong biến cố truyền tin này. Để rồi Đức Trinh Nữ Maria sẽ đón nhận những khó khăn ấy như thế nào? Ngang qua trong tin mừng Thánh Luca mà chúng ta vừa được nghe, đó là khi mà Đức Trinh Nữ Maria thấy Sứ Thần vào nhà, Sứ Thần cất nên lời chào, kính chào bà đầy ơn phúc, vì thiên chúa ở cùng cùng bà lời chào của sứ thần làm cho mẹ maria hoảng sợ mà mẹ maria cũng không hiểu tại sao mà sứ thần lại có những lời chào như vậy và làm cho mẹ maria lại hoảng sợ hơn nữa khi sứ thần truyền tin cho mẹ là bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và chúng ta thấy khi mà sứ thần truyền tin cho đức mẹ cái lời ấy thì đức mẹ đã phản ứng ngay việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng quả thật đức mẹ trong tư cách là một loài thụ tạo cũng như chúng ta thì chắc chắn khi đối diện với những khó khăn như vậy thì đức mẹ cũng phải hoảng sợ và nhất là trong cái nhìn của con người bây giờ một người nữ không biết đến việc vợ chồng nghĩa là không biết đến người nam thì làm sao có thể uh, có thể thụ thai được Thế mà thứ sứ thần lại chuyển tin cho Đức Trinh Nữ Maria sẽ mang thai Thì quả nhiên điều này làm cho Đức Maria rất là sợ hãi và lo lắng Thế rồi khi mà chúng ta đọc về lịch sử của người Do Thái Lịch sử của dân Do Thái Nhất là trong thời Đức Trinh Nữ Maria Cách đây hơn 2.000 năm Và kể cả bây giờ thì cái luật ấy của người Do Thái vẫn còn đang hiện hành Tuy nhiên nó không mạnh mẽ như thời của mẹ Maria cách đây hơn 2.000 năm Nhưng mà khi Đức Mẹ cất lên lời xin vâng và đón nhận lời sứ thần truyền Tin là mình sẽ thụ thai và sẽ sinh hạ một con trai Thì Đức Mẹ với tư cách là một cô thôn nữ 16-17 tuổi 15-16 tuổi thì vẫn đủ cái ý thức để nhìn nhận rằng Đối với cái luật của người Do Thái lúc ấy mà một người phụ nữ chưa có gia đình mà chỉ mới đính hôn thôi Chưa biết đến người nam mà đã có thai Thì phải đối diện với lệ lệ luật như thế nào Chắc chắn Đức Maria hiểu điều đó Vì đối với người do thái Một người phụ nữ mà chưa, đính hôn, chưa kết hôn à, Chưa xây dựng gia đình mà đã có thai Thì bị luật ném đá cho đến chết Đức mẹ hiểu điều đó nhưng khi đức mẹ đã nhận ra lời sứ thần truyền đây là thánh ý của thiên chúa thì đức mẹ đã chấp nhận cất nên lời xin vâng như ở cuối bài tin mừng vâng tôi đây là nữ tỳ của chúa xin chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói vậy thì chúng ta thấy khi phải đối diện với những khó khăn đức maria với tư cách là con người ngài vẫn sợ Ngài vẫn lo lắng, nhưng khi suy đi ngẫm lại và khi cầu nguyện đã nhận ra tất cả những khó khăn đó là do thánh ý của Thiên Chúa gửi đến thì Đức Maria đã mở lòng ra và đón nhận tất cả. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, chắc chắn dù ai có dám nói rằng mình cả cuộc đời này hạnh phúc hay mình rất hạnh phúc nhưng mà dù ít hay nhiều chúng ta vẫn phải đón nhận với những khó khăn đặc biệt chúng ta đang sống trong thời tạm gọi là thời covid không ai trong chúng ta dám nói mạnh rằng mình không sợ covid dù có thể mình đang sống trong một cái môi trường hay là một cái không gian hết sức an toàn thậm chí không tiếp cận với ai nhưng chúng ta cũng không dám nói không dám nói mạnh rằng chúng ta sẽ không sợ Covid và không sợ bị nhiễm Covid. Điều này có thể không biết anh chị em, quý ông bà và anh chị em có được nghe nói không? Nhưng mà chúng tôi được nghe nói rất là nhiều, chia sẻ rất là nhiều khi mà cách đây mấy tháng đặc biệt dịch bệnh Covid bùng phát tại Sài Gòn. Và khi bùng phát như vậy thì có rất nhiều dòng tu đã bị nhiễm bệnh. Thậm chí có những dòng tu các sơ, các thầy rồi các cha nhiễm hết cả cộng đoàn luôn không ngoại trừ một ai cả thì có rất nhiều cha ở trong cộng đoàn đây đón nhận cái thông tin các sơ chia sẻ mà thấy rất lạ lùng đó là có nhiều cộng đoàn của các sơ chia sẻ ngạc nhiên lắm chả trong cộng đoàn chúng con thì các sơ gác cổng các sơ làm nhà bếp phải đi ra ngoài hàng ngày đi chợ hàng ngày để mua đồ ăn thì lại không bị nhiễm mà các sơ ở nhà tập lại nhiễm đầu tiên mà các sơ ở nhà tập thì chúng ta biết rồi khi mà trong nhà tập một dòng nữ cũng như một dòng nam là hầu như không được tiếp cận với người bên ngoài trong nhà tập rất là khắt khe và nhà tập như vậy thường được dành một khu vực riêng để cho nhà tập sinh hoạt những cái sinh hoạt riêng để chỉ ăn xong cầu nguyện và đọc sách đạo đức thôi ấy thế mà nhiều dòng tu chia sẻ nhà tập các sơ các thầy lại dính Covid đầu tiên Không hiểu tại sao cả Thì điều đó nói cho chúng ta rằng Đứng trước dịch bệnh Covid Không có gì là an toàn hết Không có gì là chắc chắn hết Đây là một thách đố Là một thử thách lớn lớn nào cho mỗi người chúng ta Trong thời gian hiện tại Thì hôm nay chúng ta được mời gọi Chiêm ngắm về hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria Khi phải đối diện với những khó khăn Đức mẹ cũng hoàng sợ Cũng lo lắng nhưng khi cầu nguyện tìm ra thánh ý của thiên chúa rồi thì đức mẹ phó thác tất cả hoàn toàn cho thánh ý của thiên chúa chúng ta thấy khi đức mẹ phải đối diện một người bây giờ việc đức mẹ không biết đến việc người nam mà lại có thai thì đó là một thách thức đó là một thử thách rất lớn đối với đức mẹ nhưng khi đã nhận ra đây là thánh ý của thiên chúa thì đức mẹ vui nhận đón vui nhận cất nên lời xin vâng để đón nhận trong sự tự do trong sự vui vẻ vâng thưa quý ông bà và anh chị em nói như thế không phải là chúng ta bây giờ đối diện với những khó khăn nhất là trong dịch bệnh covid này chúng ta luôn luôn vui vẻ à, chúng ta luôn luôn vui vẻ không phải như thế nhưng mà chúng ta là người công giáo chúng ta được mời gọi khi đã tín thác khi đã trao phó vào cho thiên chúa rồi vào nơi thiên chúa rồi thì chúng ta tín thác vào quyền năng và sức mạnh của thiên chúa và cho phép chúng ta có một hy vọng đó là hy vọng vào quyền năng và hy vọng vào ân sủng của thiên chúa chúng ta là người có niềm tin chúng ta hơn những người khác là như thế cũng liên quan tới dịch bệnh chúng tôi nghe rất nhiều anh chị em nhất là đối với người việt nam chúng ta nhiều khi vậy mà không trưởng chưa trưởng thành trong đời sống có những người có thể nhiều tuổi rồi nhưng mà đời sống không trưởng thành nhất là những người không có niềm tin nữa lại càng bi đát chúng tôi nghe có rất nhiều người khi mà đối diện với covid nhất là bị nhiễm covid hoặc trong gia đình mình có những người bị nhiễm covid có nhiều người đã nghĩ đến cái chết nghĩa là nghĩ đến cái chuyện tự tử bây giờ trong gia đình có ba người thì trong đó bố mẹ đã bị chết vì dịch bệnh covid rồi còn có một mình mình nữa thôi thì nghĩ rằng chẳng sống làm gì cả thôi thì tìm đến cái chết để cùng chết với bố mẹ cùng chết với những người thân và có nhiều những trường hợp khác nữa khi mà đối diện với covid đối diện với những khó khăn thì tìm đến cái chết nhưng không chúng ta là người công giáo không cho phép chúng ta nghĩ như thế và chúng ta là người công giáo chúng ta là người có niềm tin Chúng ta phải nghĩ đến một cái niềm hy vọng Là dù chúng ta có phải đối diện với những khó khăn bao nhiêu Dù chúng ta có thể phải rơi xuống đáy vực thẳm Có những sự khổ đau Nhưng vẫn cho phép chúng ta có một niềm trông chờ Có một niềm hy vọng Và cho phép chúng ta nhìn vào nơi Đức Trinh Nữ Maria Cả cuộc đời mẹ Tuy rằng mẹ là mẹ Thiên Chúa trong vai trò Và tư cách là mẹ của Thiên Chúa Nhưng mẹ cũng không khỏi phải đón nhận những cái đau khổ, những cái thử thách, những cái gian nan. Xin mẹ giúp cho mỗi người chúng ta và xin mẹ hãy hiện diện cùng chúng ta để nâng đỡ chúng ta trong những nước khó khăn, trong những lúc sự trong những lúc thử thách. Xin mẹ giúp chúng ta để chúng ta hướng về Chúa để chúng ta biết trông cậy và tín thác cuộc đời của chúng ta và dâng những khó khăn của chúng ta cho Chúa. Amen.